Ngày 2 tháng 5 năm 2011, lực lượng SEAL của Hoa Kỳ đã thâm nhập vào khu nhà của Osama Bin Laden tại Abbottabad, Pakistan. Và trong nhiệm vụ anh hùng này, 5 tên khủng bố bao gồm cả Bin Laden và một trong số những người con trai của ông ta đã bị tiêu diệt. Điều bất ngờ và gây kinh tởm ở đây là thật sự Bin Laden đã không hề được chôn cất như một công dân Hồi giáo bình thường. Từ tàu sân bay USS Cát Viên Sơn vào lúc 1 giờ 10 phút chính đêm ngày 2 tháng 5, chỉ vài giờ sau khi bị giết, xác của Osama Bin Laden đã bị ném thẳng xuống biển không một chút thương tiếc. Ban phát dân chủ khá là hay đấy anh bạn Mỹ ạ. Và theo các nghị sĩ của Mỹ, hành động này của họ nhằm tránh việc những kẻ quá khích có thể biến nơi chôn Bin Laden trở thành thánh địa hoặc là những kẻ đào mộ. Nghe cũng rất là nhân văn đúng không nào? Quay trở lại với chủ đề chính. Trong nhiệm vụ này, SEAL đã thu được ổ cứng máy tính cá nhân của chính Bin Laden và tìm thấy một số thứ khá là điên rồ. CIA đã công bố một lượng lớn nội dung ổ cứng để nâng cao hơn nữa nhận thức của người dân về mạng lưới khủng bố Al-Qaeda. Có lẽ mọi người nghĩ rằng đó sẽ là những video hành quyết kinh tởm, những điều luật Hồi giáo kỳ lạ, hay là những video 500 anh em Hồi giáo đang súng bên súng, đầu sát bên đầu và hô to khẩu hiệu Thánh Allah vĩ đại. Không, có những thứ khó ai có thể ngờ tới. Trong tất cả khoảng 470.000 tệp kỹ thuật số có dung lượng lên tới 250 GB dữ liệu, đó là những video hướng dẫn móc len, chọn bộ anime như Naruto hay Dragon Ball, game gia đình của Nintendo hay thậm chí là đầy rẫy những video khiêu dâm kỳ quặc. Chà chà, Bin Laden đại khái là có sở thích khá giống với anh em Weibo bên Việt Nam mình đấy. Đầu tiên, hãy nói về những game mà trùm khủng bố Al-Qaeda giải trí trong thời gian rảnh rỗi. Có vẻ như Osama thích các trò chơi của Nintendo. Ông ta đã sử dụng giàn lập Nintendo trên máy tính cá nhân để chơi một số trò đã cũ như Super Mario hay Yoshi Island. Một điều bất ngờ nữa là có một con game khá phù hợp với tính cách của Bin Laden đã được tìm thấy trong ổ cứng. Đó chính là GTA Chinatown Wars, cuộc chiến phố tàu. Có phải là bạn đang hơi ngớ người? Bởi vì Bin Laden hóa ra cũng là người mê GTA như mình. Nhưng mà có gì kỳ lạ đâu khi mà trong con game này, hắn có thể giết hại dân thường vô tội và gây ra tình trạng hỗn loạn cực điểm. Ngoài đời thì còn bị truy nã gắt gao, nhưng mà trong GTA, sau khi làm đủ trò tàn ác, hắn có thể dễ dàng thoát khỏi cảnh sát, cũng khá là đáng mơ ước đấy chứ. Cũng giống như GTA, một trò chơi khác trong ổ cứng của Osama khiến chúng ta sẽ phải bật ngửa, đó chính là Counter-Strike. Trò này thì vô cùng quen thuộc rồi, hoặc là bạn vào phe khủng bố cố gắng đặt bom, hoặc là bên cảnh sát đặc nhiệm và cố gắng ngăn chặn chúng lại. Chà, chắc là bạn cũng đoán được Bin Laden và tay chân của mình thích ở bên phe nào rồi. Mặc dù để trốn tránh truy nã, anh đen của chúng ta và 500 anh em terrorist chỉ được chơi mạng LAN với nhau. Nhưng mà biết đâu đấy, có khi nào bạn đã từng chạm trán với Bin Laden trong Counter-Strike Online rồi thì sao? Không ai chắc chắn về điều đó, và đây vẫn chưa phải là điều kỳ quặc nhất. Mọi chuyện mới chỉ bắt đầu mà thôi, hãy nín thở theo dõi phần tiếp theo, vì có khi bạn sẽ thấy khá là sốc. 2. Phim khiêu dâm. Khi mà CIA bắt đầu tìm hiểu sâu hơn về ổ cứng của Bin Laden, mọi thứ dần trở nên xa lạ và kỳ quặc hơn. Ví dụ như có rất nhiều nội dung khiêu dâm, không phải là thứ thông thường mà chúng ta hay xem, Osama Bin Laden thật sự thích một số thứ khá kỳ quặc. Trên ổ cứng của hắn ta là bản lậu của một số tựa game khiêu dâm từ tận vài chục năm về trước, ví dụ như Fantasy 95 hoặc là Perestroika Girl. Trong trò chơi đó, tương tự như đang hứng bia, rồi các cô gái sexy sẽ dần hiện ra mà từ thời ngày xưa, anh em chúng ta hay chơi. Trùm khủng bố còn sở hữu một kho đồ sộ phim và hình ảnh khiêu dâm tương tự như vậy. Và các chuyên gia đã đặt ra giả thuyết rằng đây có thể chỉ là công cụ truyền tin mà Bin Laden sử dụng để phát đi thông điệp tới các thuộc cấp của mình. Bin Laden tỏ ra không tin tưởng vào việc sử dụng thư điện tử để chỉ đạo các phần tử khủng bố vì lo rằng việc mã hóa thông điệp là không hề đáng tin cậy. Hầu hết việc giao tiếp với tên này, với thế giới bên ngoài đều là thông qua những người truyền tin. Vì vậy, được các chuyên gia nghi ngờ rằng Bin Laden có thể đặt ra các thông điệp mã hóa vào những bộ phim khiêu dâm để rồi truyền tin cho tay chân. Thế nhưng cho đến tận bây giờ, CIA vẫn tuyên bố họ không tung ra các video vì nội dung của chúng. 3. Video trên YouTube. Trùm khủng bố đáng sợ hãi của chúng ta, kẻ mà ai cũng biết là ai đấy, không chỉ xem phim khiêu dâm mà còn kha khá thể loại video khác trong ổ cứng của hắn. Hãy nhớ lại khoảng thời gian năm 2007, khi mà các video meme xuất hiện đầy trên YouTube và video nổi tiếng nhất trong số đó, Charlie Bit My Finger. Nó nổi tiếng đến mức ngay cả Bin Laden cũng có một bản sao trên máy tính của mình.
Khi mà xem xét kỹ lưỡng hơn, CIA khá ngạc nhiên khi mà trùm khủng bố tải về rất nhiều video trên YouTube và thậm chí là vô cùng thích xem các video meme ngắn. Còn có rất nhiều video về mèo, có thể là một quý ông yêu mèo nhưng mà thích giết người chăng? Và trong tất cả thứ làm người ta cảm thấy điên cái đầu hơn hết, đó không phải là chủ đề khủng bố hay hài hước, mà nhiều nhất là các video dạy cách đan len, móc len. Nhưng mà chúng ta cũng nên hiểu rằng, khi đang lẩn trốn, Bin Laden có rất nhiều thời gian rảnh và cũng không nên phán xét sở thích cá nhân của một người khác làm gì. Một điều kỳ lạ khác, đó là có khá nhiều những video giáo dục bằng tiếng Anh dành cho trẻ em. Có thể đây là cách Bin Laden học tiếng Anh hay chăng? Người ta nghĩ rằng, chủng khủng bố có thể đang phải vật lộn với bảng chữ cái. Không bằng mà nói, bảng chữ cái tiếng Ả Rập khá là đặc biệt so với tiếng Anh đấy. 4. Biểu mẫu tuyển dụng khủng bố. Một trong những điều thú vị nhất được CIA công bố đó là biểu mẫu tuyển dụng khủng bố của Al-Qaeda. Điều này thì nghe có vẻ khá là kỳ lạ. Bạn nghĩ rằng đi làm công ty hay vào một tổ chức hợp pháp nào đó mới cần tuyển dụng. Còn mấy ông khủng bố thì cứ ông nào liều ăn nhiều, nhìn mặt máu me bậm trợn, sẵn sàng ôm bom liều chết là sẽ được nhận. Không, Al-Qaeda cũng vô cùng nghiêm túc trong công việc của mình. Họ cũng có sẵn những biểu mẫu để chọn lọc ứng viên. Những câu hỏi đó có thể là: bạn có sẵn sàng thực hiện một chiến dịch tự sát tử vì đạo hay không? Hoặc là những câu hỏi chung chung hơn như thời gian rảnh rỗi bạn thích làm gì? Nếu là ứng viên, có lẽ tôi sẽ cân nhắc trả lời rằng lúc rảnh rỗi thì em thích chế tạo bom và nghiên cứu cách làm nổ tung chính mình. 5. Những điều điên rồ. Mặc dù bạn có thể chơi game và xem cùng những bộ phim giống như Bin Laden, nhưng đừng quên rằng ông ta là thành viên của Al-Qaeda, là những kẻ khủng khiếp, có khả năng làm ra những điều kinh khủng không thể nào nói thành lời. Osama không phải là một gã bình thường. Hắn ta là kẻ khủng bố, chịu trách nhiệm cho cái chết của hàng nghìn người, khiến hắn giống như một con quái vật hơn là con người. Ngoài tất cả những điều trên, thì còn có các bản thảo email được tìm thấy trong ổ cứng, cung cấp cái nhìn thoáng qua về con người và những gì Bin Laden đã làm trong suốt những năm tháng lẩn trốn. Chủng khủng bố không thể nào gửi email hoặc gọi điện thoại vì có khả năng bị tình báo Hoa Kỳ phát hiện vị trí. Do đó, Bin Laden đã viết những email lưu vào ổ cứng của mình và cho tay chân thân tín mang đến các quán cà phê Internet để gửi cho cấp dưới, điều hành mạng lưới khủng bố khổng lồ. Phát hiện đáng ngạc nhiên nhất từ những email này là ngay cả khi đang gần trốn, Bin Laden vẫn điều hành sát sao Al-Qaeda. Mặc dù vậy, hắn vẫn phải bỏ bớt đi quyền lực của mình cho cấp phó của mạng lưới khủng bố này, đó là Ayman al-Zawahiri. Siêu tìm 6 đã thu thập được rất nhiều thông tin trong cuộc đột kích của họ. Chúng ta không biết rằng có bao nhiêu người thực sự sống ở đó cùng với Bin Laden, nhưng chắc chắn với ít nhất một vài người vợ và cả các con của hắn. Điều này dẫn chúng ta đến một điểm cực kỳ quan trọng. Các ổ cứng thu thập được cũng có khả năng được sử dụng bởi những thành viên khác trong gia đình của Osama Bin Laden. Do đó, tất cả các bộ phim khiêu dâm, chương trình trò chơi điện tử có thể là không thuộc về Bin Laden. Những đứa con 9-10 tuổi của hắn ta chơi Mario và Counter-Strike, thỉnh thoảng thì chuyển sang GTA, vợ rảnh rỗi thì ngồi xem video dạy đan len. Giả thuyết này hợp lý hơn rất nhiều, đúng không nào? Tuy nhiên, là cho dù bạn có nghĩ theo cách nào, chủng khủng bố chắc chắn biết có những gì trong ổ cứng máy tính của mình và khả năng lớn là mọi nội dung trong đó để Bin Laden giải trí và thư giãn, khiến cho bản thân luôn bận rộn sau những ngày dài trốn tránh. Tuy nhiên, không phải tất cả mọi thứ đều là kỹ thuật số. Tại nơi ở của Bin Laden, ông ta cũng có bộ sưu tập sách khá thú vị, cực kỳ quan tâm đến chiến thuật ngoại giao của Hoa Kỳ. Đó là những đầu sách như Obama War, Necessary Illusion, The US and Vietnam. Những quyển sách này dường như giúp Bin Laden thấu hiểu kẻ thù của mình và vạch ra những cách khủng khiếp mới để khủng bố thế giới dân chủ. Tuy nhiên, là điều này đặt ra câu hỏi, nếu Osama Bin Laden chống lại Hoa Kỳ và thế giới phương Tây như vậy, tại sao hắn lại có nhiều phương tiện truyền thông từ các nền văn hóa này trong ổ cứng của mình?